Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2022, cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em lại có cái bảng giá sắt thép và vật liệu xây dựng mới nhất trong ngày hôm nay để thông báo đến quý vị và các bác khách hàng xem là cái bảng giá trong ngày hôm nay nó lên hay nó xuống, thì mời quý vị và các bác đi xem và theo dõi video của cửa hàng nhà em nhé. Thì trước khi đi vào cái bảng giá sắt thép, xi măng và vật liệu xây dựng chi tiết nhất trong ngày hôm nay, thì em cũng rất mong các bác là mình xem video thì mình ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em, và đồng thời các bác có thể ấn vào cái nút chuông thông báo để nhận xem video mỗi ngày. Vì cứ 8 giờ sáng hàng ngày thì cửa hàng nhà em lại có cái thông báo mới nhất từ bên nhà phân phối gửi cái bảng giá sắt thép cụ thể nhất trong ngày về cho cửa hàng nhà em để có cái lịch trình bán hàng trong ngày. Nếu như nó lên nó xuống thì em sẽ làm video để báo cáo với các bác ngay bảng giá trong ngày. Do vậy là các bác cũng chỉ cần 8 giờ sáng ngày thì các bác vào xem kênh của em thì sẽ có cái video báo giá hàng ngày để cho các bác nắm được, để mình có cái gọi là có cái tính công bằng đi một chút. Nó lên nó xuống thì bác khách hàng của cửa hàng nhà em cũng nắm được ngay. Thì hôm nay không để các bác phải chờ đợi lâu, em xin đi luôn vào cái bảng giá sắt thép cụ thể Hòa Phát. Xin đính chính lại với các bác là sắt nhà em là sắt Hòa Phát và cửa hàng nhà em là cửa hàng bán lẻ, giao tận chân công trình cho các bác. Do vậy là bảng giá nhà em thì nói thật với các bác là rất là thiết thực và sát giá với công trình nhà các bác, chứ không phải là bảng giá từ bên nhà phân phối hoặc từ nhà máy thì các bác còn phải cộng thêm cước vận chuyển. Thế nên em giải thích cho các bác thì như vậy. Còn cái bảng giá sắt thép Hòa Phát trong ngày hôm nay thì các bác đi xem nó có gì, hôm nay có điều chỉnh giá không nhá. Phi 6 trơn có giá là đi 20.400 đồng 1 kg. Phi 8 gai có giá là 20.450 đồng 1 kg. Phi 16,2 kg hàng dân dụng có giá là 128.000. Phi 17,2 kg hàng công trình có giá là 148.000. Phi 12,9 cân 9 hàng CB3 có giá là đi 202.000. Phi 14,13,55 kg hàng CB3 có giá là 275.000. Phi 16,17,2 kg có giá là 350.000. Phi 18,22,45 kg hàng CB3 có giá là 455.000. Phi 20,27,7 kg hàng CB3 có giá 563.000. Phi 22,33,5 kg hàng CB3 có giá là 681.000. Phi 25,45 kg hàng CB3 có giá là 888.000. Như vậy là cái bảng giá sắt thép Hòa Phát trong ngày hôm nay thì chưa có điều chỉnh về giá bán, vẫn giữ nguyên mức giá cũ so với lại ngày hôm qua. Thì cái mức giá này thì cũng giữ giá được độ gần một tháng nay rồi, vẫn chưa có điều chỉnh giá. Rất mong trong thời gian tới là nhà máy người ta sẽ nhìn vào giá xăng dầu thì người ta cũng sẽ giảm đi một chút cho bà con người tiêu dùng được, gọi là mình cũng phấn khởi đi một chút. Cửa hàng nhà em thì cũng thật sự mấy các bác nào cũng rất mong là trong thời gian tới giá nó sẽ điều chỉnh, giá bán nó giảm đi một chút để cho khách hàng nhà em sử dụng sắt thép nó cũng đỡ, giá nó đỡ cao. Còn cái xi măng của cửa hàng nhà em thì xi măng Hoàng Thạch PC30 có giá là 1.760 đồng 1 kg để đổ móng đổ mái đấy. Xi măng Hoàng Thạch MC25 Max Xây Chát cao cấp có giá là đi 1.460 đồng 1 kg. Và xi măng Long Sơn Max CB3 có giá là 1.550 đồng 1 kg. Xi măng Hà Trung của công ty xi măng Long Sơn có giá là đi 1.520 đồng 1 kg. Xi măng Bỉm Sơn có giá là đi 1.750 đồng 1 kg. Như vậy là trên đây là cái bảng giá sắt thép và xi măng. Thì các bác xem video mà mình thấy hay và cần thiết thì các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em, và đồng thời các bác có thể đứng vào nút chuông thông báo để nhận xem video mỗi ngày. Hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Kính chúc các bác một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bác.